tên là Vinh Hạnh. Nhìn cái mặt rất là nghiêm nghị, khó chịu, không có dễ gần, không thích không ghét, chỉ muốn chinh phục được thôi. Vì cái lần đầu tiên mà hai đứa đi chơi với nhau á, là em chủ động nắm tay, em chủ động hôn luôn, cái xong đội luôn. Em ghen chuồng, ghen chúa. Cái người nào xấu hơn chứ quên. Là mới tiếp xúc, có cảm tình làm bạn, người nào đẹp hơn em ghét lắm, không biết sao nữa. Ghen dữ hơn còn ghen với cả... Trời đừng nói ghen. Ghen với đàn ông chứ, cỏ cây qua lá, bông qua gì có ghen không? Dạ không. Nói chung là em chỉ ghen với đa banh, phụ nữ với đàn ông thôi. Đàn ông mà rộ chồng em đi chơi nhiều quá em cũng không thích nữa. Lúc đói á, là giống như bị nổi khùng á. Ăn vào cái á, lại vui vẻ bình thường. Con nít thì thành ra là mẹ chồng, mẹ em là người Bắc. Nên là cũng để ý lời nói qua lại. Nhưng mà vợ em nói chứ anh Hà bỏ đi là để mẹ lùi thổi ở nhà như con chó con. Em tên là Văn Mạnh. Chào anh chị ạ, em tên là Ngọc Đào. Tuyên em ấn tượng với cái khuôn mặt tròn xịn và cái đôi mắt rất là to. Đẹp ha. Dạ. Mà trắng trẻo nữa đúng không? Dạ đúng rồi, trắng trẻo. Nhưng mà lúc đó gặp là đang đi làm hay là đi học? Dạ, hai đứa em ăn hủ tiếu chung một cái quán á. Nè, hủ tiếu Bò Viên, hủ tiếu Hoành Thánh hay là hủ tiếu gõ? Hủ tiếu gõ ngoài lề đường. Dạ, tụi em quen nhau khoảng 3 năm mấy cưới. Giờ cưới được bao lâu rồi? Gần 10 tháng. Quá so. Có cái tật là anh mê đá banh, đi đá banh suốt vậy á. Mê là mê đi đá banh hay là mê coi đá banh? Mê đi đá banh. Đầu thời gian đầu cưới về á chị, anh nhắn tin anh nói chiều nay anh đi đá banh nha, mà em nói không được đi, em càng nhằn vậy về nhà cũng mất tiêu. Tật xấu của vợ em là thường nhiều khi làm xong rồi bỏ đồ tung tung đi kiếm không được rồi nói là chắc em lấy em đi cho con nhỏ nào rồi. Khi đang vợ chồng khi đang ngồi nằm nói chuyện nhau rồi quay qua cái giường ngồi khóc thành thành.